Siêu thị máy tính chính hãng Khang xin chào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm Acer Aspire F5 573G phiên bản màu bạc và màu đen. Nếu bạn đang là một sinh viên cần tìm một chiếc laptop có thiết kế trang nhã, cấu hình mạnh mẽ và có mức giá hợp lý, thì Acer Aspire F5 573G này chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Acer F5 573G không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, công việc mà còn đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời khi giải trí đa phương tiện. Về mặt thiết kế, dù sở hữu một màn hình lên tới 15.6 inch, nhưng mà Acer Aspire F5 573G này trông vẫn khá là gọn gàng. Bốn góc máy được bò tròn nhẹ và hấp dẫn bởi toàn bộ vỏ máy được làm từ hợp kim nhôm khắc hoa văn cao cấp, cho cảm giác mát lạnh và tăng độ bền bỉ. Bàn phím kích thước lớn có cả cụm phím số tiện dụng, tương tự như phiên bản trước. Phím bấm êm, độ nảy tốt, hành trình phím đủ sâu. Ngoài ra, Acer còn trang bị cho F5 573G đèn backlit trắng, giúp các bạn sinh viên có thể dễ dàng chơi game hay lướt web trong đêm khuya. Phần chuột cảm ứng được Acer làm nổi bật với một đường cắt kim cương sáng bóng bao quanh, hỗ trợ cảm ứng vuốt chạm mượt mà nhưng có phát ra tiếng kêu khi nhấn. Phía cạnh trái của sản phẩm, Acer vẫn giữ khe tản nhiệt dài, một cổng USB Type-C đa năng và một cổng mạng LAN Giga. Acer vẫn còn giữ được cổng VGA cho những ai cần kết nối với máy chiếu đời cũ khi thuyết trình báo cáo công việc. Và sau cùng đó chính là cổng HDMI và hai cổng USB 3.0. Do máy khá là dày nên chúng ta vẫn còn ổ đĩa DVD. Ngoài ra cạnh phải còn có thêm một cổng USB thường và một jack cắm tai nghe nữa. Khi sử dụng ở những nơi không có nguồn điện hay quên đem dây sạc, thì với một pin 6 cell Li-ion mang lại thời gian lướt web lên tới 12 giờ, một con số vô cùng ấn tượng so với một chiếc laptop màn hình lớn. Acer Aspire F5 573G là một phiên bản nâng cấp về cấu hình. Cụ thể, máy được trang bị một chip xử lý Kaby Lake thế hệ thứ 7 Intel, Core i5 xung nhịp 2,5 GHz. Không những cho hiệu năng xử lý nhanh hơn 12% so với thế hệ thứ 6 trước đó, mà còn tiết kiệm điện năng đáng kể. Ngoài ra, máy còn sở hữu 4GB RAM DDR4 cho băng thông lên tới 2133MHz. Cùng với đó là card đồ họa dày 2GB NVIDIA GeForce 940MX GDDR5 cùng ổ cứng 500GB. Màn hình 15.6 inch trên Aspire F5 573G cho màu sắc rực rỡ, chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét và rõ ràng đến từng chi tiết, mang lại trải nghiệm tốt cả khi dùng văn phòng lẫn xử lý hình ảnh hay chơi game. Độ phân giải lên tới Full HD, tối ưu cho cả làm việc lẫn giải trí. Đối với những người hay làm việc liên quan đến hình ảnh, thiết kế thì màn hình laptop rộng là một lựa chọn hoàn hảo. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn phiên bản sử dụng chip Skylake với giá tiết kiệm hơn khoảng 400.000 đồng so với chip Kaby Lake. Aspire F5 573G đang có hai phiên bản màu đen và màu bạc sang trọng, mang lại đẳng cấp cho người dùng. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!